tuần rồi cơ. Nào.
Thank you.
Quân đâu đấy? Rồi, bịp tuột rồi đấy cơ. Nào. Ừ. Đây này. Nào, ơ. Ừ. Sao quân thế này? Hả? Sao quân tuột thế này? Tao đi mặc lại rồi nào. Tao đây. Hả? Đâu vậy? Quân tuột rồi, không nhìn đâu. Ngồi đây. Đâu đi. Sao quân được không? Bịp tuột đấy cơ. Sao đây hai đứa có màu đây? Chết. Hả? Nào. Thế nào? Hả? À, có màu đấy à? Trời ơi. Nào nó đừng ăn, nó để luộc cho ăn. Nó đi hai cả có màu này. Trời ơi. Mặc quần vào rồi nào. Tuột cả bìm là dán bìm vào. Trời ơi. Ta để dán lại bìm nào. Từ từ. Gì mà rơi cả bỉm thế này. Mặc quần này vào tắm rửa này, ăn nhá. Trời ơi, sắp đi đã có bầu rồi, rơi vỡ đây này nhá. Mặc quần này nó trời ơi, người bẩn này. Đó, nằm xuống đấy. Nằm đây làm gì, bẩn nào. Đi. Đi thích cái bầu à, để tí là nấu con bầu hốc 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 nọ chứ nhá. Nhá. À, đứng dậy nè, đứng dậy. Trời ơi, đi giỏi thế nhỉ. Ừ. Ừ. À, ta đi. Ê. Rồi, ta đi vào. Đi vào tắm đây này, để ta nấu bầu ăn. Nhá. Nhá. Đi. Vào đi. Đi. Đi.